Miền quê Đông Bắc xin kính chào tất cả mọi người nhé. Rồi hiện nay mình đang ở tại cái dãy trọ của mình đấy các bạn ơi. Đây là phòng trọ của mình đây các bạn. Đây các bạn có thể thấy phòng trọ của mình đây, khi mình phát trực tiếp và các thứ cũng ở tại đây luôn. Và đây mình sẽ cùng các bạn đi đến xem một bữa ăn của người lao động nghèo nhá. Chúng ta đang dãy trọ nhá, và xem số cơm gạo mà đi xin được từ ATM gạo từ thiện sẽ như thế nào nhé các bạn nhé. Đây đây các phòng đây, cần chưa đi làm về đây anh em ăn nấu ăn tập trung đây nhé các bạn nhé. Đây ở ngay tại cửa đây, các bạn có thể thấy rồi, bếp ga mình vừa mới nấu cơm xong đây. Đây còn dãy trọ thì dài đến suốt kia, các phòng thì chưa đi làm về anh em tập trung nấu cơm ăn nhé. Đây và mình sẽ vào review cho các bạn xem là ở trong cái dãy trọ mình đây, bếp ga mình nấu đây này. Và những ai theo dõi trên kênh của mình thì các bạn có thể thấy mỗi lần chúng mình nấu cơm ăn tập trung nó như thế nào ở đây. Đây các bạn nhá, gạo gạo mình đi xin về đây của nhà chùa Phước Long nhá, ở tại trung tâm thể dục thể thao Văn Điển nhá các bạn nhá. Mình đã xin về đây còn hai phần này, hôm trước là mình ba anh em đi xin còn được đây còn một túi nữa. Và đây một túi này thì còn nguyên luôn. Đây thì mình đã nấu hôm nay mình nấu một hai bữa rồi, vẫn còn hơn một nửa nhiều nữa đây, còn nửa nhiều nữa. Gạo rất là chất lượng, rất là đẹp nhá. Ở đây là nồi cơm mình đã nấu nhá, cái nồi lúc nãy mình vừa nấu xong, đây là một nồi mới này, vì ở dãy của mình thì có 5 người ăn cơ. Còn đây là một phần cơm mình đã nấu cũ rồi nhưng mà ăn không hết thì mình tận dụng lại. Tại vì ở trọ mà tiết kiệm đồng nào hay đồng đấy, đây mình xới cho các bạn, đây là cơm nguội nhá đây. Đây có các bạn để ý là mình xới nó cũng để khô, cơm nguội nó cũng khô rồi đây. Đây khi nấu thì rất ăn nóng thì rất là dẻo các bạn nhé, rất ngon luôn, gạo rất ngon luôn. Đây còn cái nồi mới khi mình mở ra đây bốc hơi đây, các bạn để ý thấy ở đây. Đấy bốc hơi đây, nghi ngút đây các bạn nhé. Đây chỉ nấu một nồi này thôi, còn tận dụng lại cả cái cơm nguội này để ăn đây. Các bạn mà theo dõi trên kênh của mình các bạn biết rồi, nó quý hóa nào anh em ở trọ đây thật sự là khó khăn, chứ không phải là như các clip mà các bạn đưa lên là để bôi nhọ người này người khác qua kênh đâu. Đây các bạn, phần cơm của mình thì bữa tối thì năm anh em ăn thì có đậu phụ rán này mình mua 20.000 này. Đây cá khô thì mua loại cá này thì 10.000 một lạng, nên là sẽ nó sẽ còn 40.000, và đây một ít cà muối nữa. Còn rau thì một ít rau cải xào và một nồi canh rau muống. Đây thế rồi, đây là toàn cảnh phòng trọ đây. Các bạn xem. Gọi là ở Hà Nội mà tầm thời điểm này có ăn là tốt lắm rồi, nên là mình đi xin được, mình cũng xin chân thành cảm ơn những cái Mạnh Thường Quân đã phối hợp với các đơn vị để chúng ta tổ chức những cái chương trình từ thiện ý nghĩa như này.